Vâng, Thế Định xin chào toàn thể quý chị nha. Chào mừng toàn thể quý chị quay trở lại kênh YouTube Thế Định TV. Hiện tại Thế Định đang có mặt ngay tại lối vào Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Hôm nay thì thời tiết mưa, không có khách nên Định này có thời gian review quay phim chia sẻ với toàn thể quý chị. Nhưng mấy ngày vừa rồi thì là thị trường nó tương đối gọi là nhiều người khách quan tâm. Thì đối với Vinhome Ocean Park Gia Lâm cũng như Vinhome Ocean Park 2 Hưng Yên thì đợt này là cũng tương đối nhiều khách quan tâm, và như Thiên Định cũng đi dẫn khách rất là nhiều chị nhá. Và thực ra là cái lượng khách thì nhiều nhưng mà để mà chốt thì cũng không phải là nhanh đâu chị ạ. Thiên Định rất nhiều khách nhưng mà để mà có giao dịch thì hầu như rất chậm, không nhanh được. Như đợt này thì hầu như là mọi người đều biết được rằng là cái ngân hàng nó cũng giảm lãi suất một phần đúng không ạ. Thì từ đấy là mọi người cũng thấy là động thái rồi, muốn quan tâm đúng không ạ, để mà có thể là đầu tư hoặc là mua để sử dụng. Có những khách hàng thì thiếu một ít tiền thôi đấy, thì cũng muốn làm sao để lựa chọn được một căn phù hợp để xung tiền, quyết định mua sớm trong thời gian này. Thực ra là đối với cái thị trường bất động sản đấy, Thiên Định đánh giá thì nó khả năng trong năm nay thì nó chưa lên được đâu anh chị ạ. Đấy, nói chung nhá, thị trường nói chung thì trong năm nay, kể cả đến tháng 5, tháng 6 hoặc tháng 7 hoặc là cuối năm thì khả năng thì trong năm nay, nếu như khả năng cuối năm tình hình lãi suất mà ổn mà có thể giảm lãi suất nữa thì bất động sản nó có thể là nó dần dần nó phục hồi dần. Còn với cái tình hình như thế này ấy, thì khả năng thì cũng là tương đối lâu để có thể là trong năm nay, hầu như là để mà khả quan để mà tăng giá thì chắc chắn là chưa tăng được đấy. Còn về cái việc mà nó chừng trong khoảng thời gian bao lâu thì nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, như về chiến tranh đúng không ạ, dịch bệnh. Về dịch bệnh đấy, nó đang về cái vấn đề về dịch bệnh thì đợt này là thực ra là về dịch bệnh thì là chúng ta đã ai cũng đã tiêm vaccine hết rồi đúng không ạ, bây giờ là sống chung với dịch rồi đấy, nó cũng không còn phải làm quá nghiêm trọng như cái thời điểm gọi là đầu dịch đấy, lúc còn đang gọi là chưa tiêm vaccine đúng không ạ, mọi người đang phải cách ly rất là nghiêm khắc, cũng như là để mà gặp nhau trao đổi hay là giao thương kinh doanh buôn bán, hoặc là như thời đấy gọi là Trung Quốc còn áp dụng chế độ zero covid đúng không ạ. Đấy, thì hầu như nhưng bây giờ thì hầu như là tất cả thì đã mở cửa hết rồi đấy, và xuất nhập khẩu thì cũng đã ổn định hơn, dần dần thì nó ổn định thì chắc chắn là nền kinh tế nó phát triển lên thì bất động sản nó lại là một cái kênh hút tiền để mà đầu tư. Thì năm nào cũng vậy, cứ đến cuối năm thì các cái dòng tiền từ các cái ngành khác nó sẽ đổ vào bất động sản. Như năm vừa rồi thì nó lại chững và chậm nhất nha chị nhá. Như năm vừa rồi là chững chậm nhất, coi như là cái dòng tiền hầu như cuối năm nó cũng có giao dịch nhưng mà rất chậm. Đấy, còn Thiên Định cũng mong rằng năm nay thì đã là hơn một năm rưỡi rồi đúng không ạ? Hơn một năm rưỡi thị trường bất động sản đi xuống và chậm dậm chân tại chỗ cũng như là xuống giá rồi, thì cũng hy vọng là trong năm nay đến cuối năm thì sẽ có chút gì đấy khởi sắc đấy, giúp cho những nhà đầu tư có thể là thanh khoản được đúng không ạ. Cũng tương đối nhà đầu tư chấp nhận cắt lỗ tương đối sâu và thanh khoản rồi đấy, nhưng mà cũng vẫn còn rất nhiều nhà đầu tư vẫn còn đang bị ngã mắc kẹt và đang mong muốn làm sao để có thể là giải phóng cũng như là cân đối lại cái dòng vốn đầu tư một số các lĩnh vực. Như hiện tại cái thời điểm cao thì mọi người đều đổ xô vào bất động sản, có những khách hàng rút tiền ở rất nhiều các cái kênh khác để đầu tư vào tập trung vào bất động sản thôi đúng không? Nhưng mà hiện tại thì một số khách hàng của Thiên Định là đang cân đối lại dòng vốn đấy, có thể là chia lại dòng vốn. Như trước đấy thì hầu như là nào là gửi tiết kiệm này đúng không ạ, nào là chứng khoán này, nào là có thể một số kênh đầu tư khác nữa đấy, và bất động sản. Và bây giờ nhưng mà thời điểm mà sốt đất thì hầu như là rất nhiều khách hàng đã huy động toàn bộ các cái kênh đầu tư khác để đầu tư vào bất động sản, và bây giờ người ta đang gọi là muốn cân đối lại, phân bổ lại cái dòng vốn. Chính cái việc mà chúng ta có nguyên tắc trong cái việc đầu tư ấy, nó mới là bền vững. Còn khi mà chúng ta lao theo và chúng ta FOMO thị trường thì nó sẽ đấy, đôi khi chúng ta về cái tâm lý đầu tư rất là quan trọng. Khi mà tất cả mọi người đổ xô vào đều thắng lợi thì khi chúng ta lao vào thì lúc đấy là đỉnh rồi, và lúc là đỉnh thì ai mà các người
ai mà người chạy chậm thì người đấy là người thiệt, người đấy là người bị ảnh hưởng về tài chính, đúng không ạ? Còn đến bây giờ có những khách hàng của Thiên Định là cắt lỗ rất là kịp thời đấy, về mình tư vấn là cắt lỗ rất là kịp thời, không nên để quá lâu, cũng không nên đấy là cắt lỗ rất là kịp thời, và cũng đã cân lại được cái dòng vốn. Còn đến thời điểm này rồi thì nó đã trải qua và nó chừng tương tự một cái thời gian tương đối lâu rồi đấy, cho nên là để mà chúng ta thanh khoản được nhanh thì bắt buộc chúng ta phải đưa ra mức giá rất thấp. Đấy là Vinhome Ocean Park của chúng ta còn thanh khoản được, rất nhiều dự án còn chết luôn, đúng không ạ? Đấy, một số các dự án của chủ đầu tư, kể cả những chủ đầu tư rất là lớn ở trong miền Nam, còn chết luôn, không thanh khoản, không bán được luôn, giấy phép xây dựng còn chưa xong, đúng không ạ? Hầu như là đối với Vin thì vẫn là một cái kênh nhìn đi nhìn lại, vẫn là một cái kênh an toàn mà hầu như là tương đối khách hàng vẫn là tin tưởng. Và trong cái thời gian này là những cái thời gian chứng và chậm đấy, mà vẫn có rất nhiều khách mua đấy. Vừa rồi là Thiên Định đi ra, nhưng mà gọi là xe máy đi qua đấy, mình đi hơi lỗi xíu đấy. Thì là đối với thị trường bất động sản Vinhome Ocean Park thì như tuần vừa rồi thì là cũng tương đối nhiều giao dịch, kể cả chung cư chị nhá, chung cư cũng giao dịch mà thấp tầng cũng giao dịch, nhưng mà giao dịch thì Thiên Định nói rồi, vẫn là những cái căn rẻ thôi, hết những cái căn rẻ này xong lại những cái căn khác muốn bán thì vẫn phải rẻ mới bán được nhau chị nhá. Đấy, nhưng mà cái số lượng căn thì dần dần nó càng ít dần, đến thời điểm này thì càng dần dần nó càng ít dần đấy. Thì nếu như ai mà đã mua trước đấy thì Thiên Định nghĩ là cũng không vấn đề gì cả, tại vì sao, là cái mức giá nó vẫn vậy thôi đấy, có xuống thì bằng mức xuống đấy, bằng xuống một mức nào đấy là đã có những nhà đầu tư cũng hoặc là những khách hàng mua, người ta dùng là mua, người ta là chốt người ta vớt rồi đấy. Cho nên là hầu như là không có cái chuyện các cái thông tin trên mạng là nào là cắt lỗ không ai mua, hoặc là nào là thế này thế kia nha quý chị nhá, nó tất cả đều phải thực tế. Khách hàng quan tâm đối với Vinhome Ocean Park rất là nhiều đấy, nhưng không như rất nhiều các cái thông tin trên mạng, mọi người lan truyền rất nhiều thông tin tiêu cực làm ảnh hưởng đến thị trường, đặc biệt là Vinhome Ocean Park. Còn cái việc mà cắt lỗ nhiều là chuyện bình thường, người ta mua cái thời điểm cao, bây giờ đang là cắt lời nhưng chưa phải cắt lỗ. Khách nào mà mua ở mức giá cao thì bây giờ bán thấp thì là cắt lỗ, còn hầu như là những người mà mua được giá thấp người ta bán, bây giờ người ta đang bán cắt lời thôi. Đối với những khách hàng có Thiên Định mua ở cái mức giá thời điểm đầu tiên thì cách đây tầm khoảng 4-5 năm rồi, đúng không ạ? Thì lúc đấy mua giá nó rẻ, nó chỉ tầm khoảng 6-70 triệu một mét, đúng không ạ? 7-80 triệu một mét đấy. Thì bây giờ thực ra là nếu như bán thị trường bây giờ nó vẫn đang là x2 tài khoản, là ví dụ như bây giờ nó đang rơi ít nhất, nếu như thấp ra thì nó phải rơi tầm 140 triệu, đúng không ạ? 140 triệu một mét đến 150 triệu một mét. Đấy là những cái căn thường, còn những căn đẹp thì Thiên Định không nói. Những căn đẹp view hồ hay là những cái căn mà shop kinh doanh thì nó cao hơn đấy. Nhưng mà đối với những cái sản phẩm mà tại Vinhome Ocean Park thì đến thời điểm này nó đang ở cái mức là gấp đôi so với cái giá gốc. Còn thời điểm cao nó đã gấp 3 so với giá gốc của anh chị nhá. Thời điểm cao thì nó gấp 3, còn bây giờ nó đã giảm rồi, có những căn giảm tương đối sâu. Đối với những cái sản phẩm thương mại dịch vụ 50 năm, shop house thương mại dịch vụ 50 năm ấy, thì nó tăng thì tăng cũng ít. Tại vì cái thời điểm tăng thì nó là tăng sau so với những cái sản phẩm vĩnh viễn, và tăng ít hơn tại vì giá trị của nó cũng nhỏ. Thì khi tăng ít hơn thì cái lúc cái gì cũng thế, đúng không ạ? Nó đều có cái quy luật của nó hết, tăng ít thì giảm ít, mà tăng nhiều thì giảm nhiều. Cái ông nào mà ông tăng ít mà ông giảm nhiều thì ông đứt quá rồi, đúng không ạ? Nhưng mà đây là theo cái gì cũng chậm, càng chậm à càng tăng nhanh thì nó sẽ lại chậm càng lâu, đúng không ạ? Nó giảm, gọi là tăng nhanh thì giảm giá nhanh. Đấy, thời gian tăng càng nhanh thì thời gian nó xuống giá nó cũng sẽ rất là nhanh. Đấy, thời gian mà tích lũy đủ để mà tăng giá một cách bền vững thì để mà gọi là thị trường nó có động thái gì đấy thì nó cũng sẽ không có cái việc gọi là giảm giá quá nhanh và quá sâu, đúng không ạ? Nhưng mà tại Vinhome Ocean Park Gia Lâm của chúng ta thì đấy, có như chúng ta có thể nhìn thấy những nhà khách hàng, những nhà đầu tư đấy, theo dự án ở thời điểm ban đầu đều đã thắng rất là nhiều tiền ở dự án này rồi. Có những khách hàng có Thiên Định kiếm cho cả 100 tỷ ở dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm chị nhá, kiếm cả 100 tỷ đấy, chỉ trong có bao nhiêu, có tầm 4-5 giao dịch kiếm 100 tỷ đấy, là cái chuyện ta thấy khủng khiếp không? Một căn lời cả 20-30 tỷ, 15-20 tỷ chỉ trong vòng có 2 tháng, của chúng ta thấy khủng khiếp không ạ? Nói chung là đối với cái thị trường này thì những người nào mà càng sành sỏi
càng sành sỏi, nhưng mà gọi là cái kiểu như là đã là đầu tư rất nhiều rồi đấy, nhưng mà đôi khi với cái tâm lý ấy, thì khi mà đã được rồi ấy, lại muốn được hơn đấy. Nhưng mà đúng là cái việc mà chúng ta đầu tư và đặc biệt là kiếm lời ở cái thị trường bất động sản thì nó là quá kinh khủng đấy, và mất thì cũng là mất rất kinh khủng của anh chị nhá. Thế thì chia sẻ luôn với cô anh chị là thời điểm này có những khách hàng của Thiên Định đấy cũng đã mua, và thời điểm bán thì gọi là khách mua của Thiên Định tới còn lật kèo không bán đấy, kiểu như là đồng ý rồi đấy. Bình thường là anh em rất vui vẻ, bình thường anh em vui vẻ lắm của chị ạ, lúc nào cũng gọi điện tâm sự này kia, nào thị trường này kia mình phân tích cho rõ ràng luôn, rồi ừ đợt này anh bán, rồi cuối cùng mình dẫn khách bán, nhưng mà cuối cùng lại lật kèo, khi khách đồng ý lại bảo nói chung là anh thấy đợt này thế kia lại không bán nữa đấy, chờ thêm một thời gian nữa có thể tăng thêm cái này kia, anh cũng chưa cần tiền gấp lắm, bây giờ bán cũng không biết mua chỗ nào đấy. Thì bây giờ thì gọi là nó đã đến cái thời điểm đấy, bây giờ nó mất chục tỷ rồi đấy, đó là chỉ những căn song lập bé bé thôi. Còn hiện tại Thiên Định chia sẻ luôn, có những khách hàng đã mất cả gọi là phải tầm 6-70 tỷ là chuyện bình thường, kiếm 50 tỷ mất 6-70 tỷ là chuyện bình thường, bỏ tiền vào ngân hàng bỏ tiền mua căn này gọi là bỏ vào 30%, đúng không ạ, bỏ vào 30% vay ngân hàng 70%, rất nhiều căn như vậy, rất nhiều căn hầu như là dùng đoàn bẩy tài chính lên đến 70% hết, những nhà đầu tư mà những nhà đầu tư lớn. Cái thời điểm càng sốt ấy, mọi người chỉ mong được là vay càng nhiều để đổ tiền vào thôi đấy, mua được càng nhiều căn càng tốt thôi. Tại vì sao, là cứ nhìn vào là thấy tiền, mà mua xong là thấy lời rồi, 1-2 hôm là thấy tăng 1-2 tỷ rồi, 1-2 hôm là có khách giả luôn 1-2 tỷ rồi đấy. Nhưng mà đến thời điểm cao là không lường trước được, đúng không ạ? Rồi cái gọi là cái tham lam nó chiếm lĩnh con người đấy, và khi đấy là trở nên mù quáng, rồi cuối cùng gọi là cũng kiếm được đấy, nhưng mà lại không bền vững và bị mất đi đấy. Có những khách hàng đến thời điểm này bây giờ lại kiếm được bao nhiêu, bây giờ lại tay trắng trở về mò thôi chị ạ. Đấy, thế thì thấy gọi là nó cũng riêng cái thị trường bất động sản nó vô cùng khốc liệt. Nhưng mà đúng là những người Thiên Định có những người nhà đầu tư, người ta cực kỳ tỉnh táo luôn, người ta cực kỳ chấp nhận cắt lỗ nhanh, bay cực nhanh để làm sao để gọi là cân đối lại dòng vốn. Và mình từ đấy mình cũng học hỏi được những cái kinh nghiệm đầu tư của người ta. Thực ra Thiên Định làm bất động sản là cả 10 năm rồi, nhưng mà cái chu kỳ mà bất động sản thì hầu như những cái chu kỳ trước là từ 2010, mà lúc đấy là Thiên Định lúc đấy còn đang học đại học, còn chưa ra trường cơ, cho nên cái chu kỳ thực tế là cái chu kỳ này đấy. Và cái chu kỳ này là chu kỳ đầu tiên mà Thiên Định va chạm sâu sắc, còn hầu như trước đấy là tất cả đều đọc sách và trên sách vở thôi, cũng như là nghe những nhà đầu tư rồi nghe những khách hàng của mình tư vấn chia sẻ thôi đấy. Còn mình cũng không hiểu được là cái chu kỳ nó khủng khiếp như nào, hay chu kỳ nó xảy ra như nào. Còn để đến chu kỳ này xảy ra rồi, Thiên Định là người ở trong cuộc rồi đấy, những khách hàng nhiều tiền nhất cũng đã va chạm với Thiên Định tại Vinomotion Park rồi. Những khách hàng ít tiền, nhiều tiền, những khách hàng nhanh chậm, rồi gặp phải những vấn đề này vấn đề kia, tất cả nó đều quay quanh ở Vinomotion Park. Những cái thời điểm cao nó đã quay quanh Thiên Định, va chạm hết rồi. Cho nên là chu kỳ này là cái chu kỳ hầu như là học hỏi được cực kỳ nhiều kinh nghiệm, cho nên Thiên Định thấy cực kỳ may mắn khi mình lại va chạm được cái chu kỳ như này. Và chu kỳ sau chắc chắn là một cái gì đấy, nó là cái đáng nhớ để chúng ta có thể từ đấy chúng ta đưa ra những cái phân tích, chia sẻ, đánh giá nó khách quan và nó hợp lý và nó chính xác hơn đấy. Còn riêng chu kỳ này Thiên Định khẳng định luôn là Thiên Định là cái chu kỳ đầu tiên, nhưng mà nhất tất cả những cái nhận định của Thiên Định nó đều hầu như đạt ở cái mức chính xác, nó cũng phải tương đối thôi chị ạ. Đấy, tại vì mình trải qua ở bất động sản, nhưng mà Thiên Định lại chơi rất nhiều các cái kênh đầu tư khác. Đấy, cho nên mình hiểu được một cái bản chất vấn đề là không có cái gì có thể tăng mãi được, đúng không ạ? Và không có cái gì có thể xuống mãi được. Cái gì nó cũng sẽ có thời gian điều chỉnh và có thể thời gian tăng và giảm. Cũng đối với Vinomotion Park, cũng đối với thị trường bất động sản nói chung nó cũng vậy. Đấy, thì Thiên Định thấy được rằng là cũng là rất may mắn khi mà được đồng hành cùng toàn thể anh chị chúng ta qua những cái thời gian kể cả sóng gió đấy, những cái lúc gọi là huy hoàng đấy, rồi đấy bây giờ là những cái lúc thời điểm nó chững như này. Thiên Định vẫn rất là may mắn khi vẫn bây giờ vẫn còn được đồng hành, vẫn còn được chia sẻ và giới thiệu
và rất nhiều khách hàng tin tưởng gọi điện đi xem nhà rồi ủng hộ mua cho Thiên Định, đúng không ạ? Đấy. Thực ra là tất cả những cái vấn đề mà liên quan tới mua bán hay là giá cả thị trường, tất cả Thiên Định đều public đấy, và nó rất là công khai. Mua bán cái gì nó cũng phải rõ ràng đấy, kể cả chủ nhà hay như nào đấy, không có kênh giá hay là không có làm sao để mà lươn lẹo để mà có thể là chốt khách cả. Đấy, đôi khi mình nói thật quá, hay là đôi khi mình tư vấn một cách nó ngu ngơ quá, hay là mình cũng không phải là ngu ngơ mà mình nói thật. Cái quan điểm của Thiên Định là muốn nói thật. Đấy, và mình nói dối mình sợ người ta biết lắm. Đấy, Thiên Định quan điểm của Thiên Định là nói dối là sợ khách hàng biết lắm. Và khi khách hàng biết là những khách hàng nhiều tiền, những khách hàng rất ảnh hưởng. Không gọi là bây giờ gọi là chỉ cần gọi là những người khách hàng có Thiên Định chỉ cần ra nói thằng này nó cái kia này, thằng thằng kia nó thấy kia là mình đã thấy nguy hiểm rồi. Nhưng mà rất may là Thiên Định đều được nghe được những cái tiếng tốt, là thằng này nó tư vấn nhiệt tình, nó cũng thế này thế kia đấy, rồi nó cũng tư vấn hợp lý thế này kia đấy, như nghe những cái lời như thế là mình cũng thấy vui vẻ rồi chị ạ. Và Thiên Định cũng chỉ cần như vậy thôi. Quan trọng nhất là làm sao để gọi là gắn bó được cái thị trường bất động sản. Và thực ra là Thiên Định xác định rồi đấy, đây là một cái nghề, cái gọi là nghề cũng gọi là có làm gì đi làm đi, có làm thêm hay ngành 2, ngành 3 thì cái ngành chính vẫn là ngành bất động sản, là Thiên Định, là cái ngành gánh bó Thiên Định. Quý chúng ta thấy là cái thị như cái thời điểm như bây giờ giao dịch đôi khi là chỉ là cầm chừng thôi, đúng không ạ? Tất cả văn phòng rồi thế này thế kia là tinh gọn hết đấy, cũng chỉ mong là theo cái kiểu như là cầm chừng trong thời gian này thôi, để cố gắng để vượt qua và sau này nó sẽ phát triển hơn thôi. Chứ bây giờ thì thực ra để bây giờ không phát triển làm mấy tháng, nhưng mà tiền tất cả những cái chi phí bỏ ra thì hầu như là nó không có thu lại được của chị ạ. Đấy, rồi hầu như là thu nhập nó cũng kém, rồi tất cả những cái chi phí hầu như là nó bị eo hẹp đấy. Thế tại sao Thiên Định vẫn gắn bó lúc nào cũng ở Vinhome, xác định là những cái đồng tiền mình kiếp trước đó bây giờ mình bỏ ra mình tiêu đi, mình bỏ ra mình xài đi đấy, mình bỏ ra để mình trang trải thời gian này, đúng không ạ? Thì Thiên Định cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video của Thiên Định. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 25 tháng 4 năm 2023. Thời tiết tại Vinomotion Park hiện tại đang mưa. Mưa nhưng mà mưa bé thôi chị nhá, không phải mưa to. Đấy. Thì cũng là đầu tuần, chúc anh chị chúng ta có một tuần may mắn, hạnh phúc, bình an. Đấy. Và có nhiều tài lộc nha chị nhá. Hãy nhớ nút đăng ký để theo dõi không bỏ lỡ những video tiếp theo của Thiên Định nhé. Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video. Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại.